Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn thêm giọng cổ dây đào câu 2 ha. Trong thời gian mấy tháng nay thì mình không có làm được video thường xuyên, các bạn cũng thông cảm ha. Nay là mình tiếp tục hướng dẫn thêm câu 2. Giờ là lái 1 ha, lái 1 của câu 2. Cấm là viết lái cấm là hết câu 1 ha. Giờ lái 1 của câu 2. Nhịp thứ nhất. Là nhịp thứ nhất ha. Đây 3 giây 2, 0 giây 1. 3 dây 2, 1 dây 2 là nhịp trái. 3 dây 3, 3 dây 4, 3 dây 3 nữa, 1 dây 2 nữa là nhịp phải à. Nghe lại à. Nhịp thứ tư ha.
lái này là ra chữ nhạc xề ha, lái một ra xề ha. Rồi mình nghe lại nhịp thứ thứ ba thứ tư ha. Thứ
4. Không dây 1, 12 dây 3, 9 dây 2, 9 dây 1, 12 dây 1, 10 dây, 12 dây 2 chứ, 10 tới 10 dây 1, và nhịp trái. Rồi tiếp luôn, 12 dây 1, 9 dây 1, 12 dây 2, 9 dây 2, 10 dây 2. Nhịp phải hay là chuyển sang ha. Rồi mình nghe lại nhịp thứ tư. Rồi mình nghe lại nghe lại nguyên lá ha. Rồi tiếp luôn, lái 3. Sang sản sang là phím 10 dây 2, 3 chữ. Rồi 8 dây 2, 7 dây 2, 7 dây 1, 0 dây 2, nhịp phải ha. Rồi 5 dây 3 là nhịp phải, nhịp trái ha. Tiếp luôn, 3 dây 3, 3 dây 1, 0 dây 1, 3 dây 2, 2 dây 2, 0 dây 2, nhịp phải ha. Nghe lại. Rồi 3 dây 5, 0 dây 3, nhịp phải ha. Làm
nhịp thứ ba. Năm dây hai,
nhịp phải là ra liêu ha. Rồi nghe lại nhịp thứ tư. Trái phải ha. Rồi mình nghe lại lấy bốn ha. Trái phải, trái phải, trái phải, trái phải. Nghe lại lần nữa.
giây 2, 7 giây 2, 9 giây 2, nhịp trái. 9 giây 3, 7 giây 1, 9 giây 2, 7 giây 2, nhịp phải. Phím 7 giây 1 mình vuốt cho tới phím 14 giây 1 ha. Là cái 14 giây 1 mình đánh 2 chữ nữa. Là nhịp trái ngay 14 sau. Rồi 17 giây 1, 14 giây 1 nữa. 12 giây 1, 10 giây 1. 10 giây 1 nhịp phải ha. Nghe lại ha. Nhịp trái 15 giây 1,
14 giây 1, 12 giây 1, 15 giây 2, 14 giây 2, 12 giây 2. Nhịp phải ha. Nghe lại nhịp thứ hai. Trái, phải, trái. À, nghe lại hai nhịp ha. Nghe lại. Trái, phải, trái, phải. Và nghe luôn nhịp thứ tư, thứ ba. Nhịp trái 12 giây 2 9 giây 2 12 giây 2 nữa 10 giây 2 12 giây 3 nhịp phải trái phải nghe lại ha. Rồi tiếp luôn nhịp thứ tư. Xe luôn ha. Lại nghe lại nhịp thứ tư ha. Trái, phải. Nghe lại hai nhịp sau này ha. Trái, phải, trái, phải. Thứ tư.
9 dây 1. Rồi 12 dây 1. 9 dây 1 nữa. Nhịp trái. Nghe lại ha. Trái. Rồi 12 dây 2. 9 dây 2. 12 dây 1. 10 dây 2. Nhịp phải ha. Và nghe lại nhịp thứ tư. Trái. Rồi mình nhấn thêm 3 chữ nữa. Nhấn thêm 4 chữ ha. Chữ trước đó là nhịp ngoại chân trái. Là sang nhịp ngoại trái ha. Rồi sẵn sang sang đó. Cái nhịp này là nó đã qua câu 3 rồi ha. Nhưng mà mình phải phải đàn thêm nha, đằng khi mình viết câu mình phải nó có cái đà này ha. Mình nghe lại cái lấy 8 nha. Đây, là giờ mình tập lại nguyên câu 2 nha. Rồi, viết câu 1 ha. Tập lại lần nữa nha. Rồi đấy với câu 1 ha. Rồi
Tiếp theo à, cảm ơn các bạn cũng đã ủng hộ tiệm đàn và đăng ký kênh của mình ha. À, xin chào tất cả các bạn.